Tiếng Mỹ cho người mới học. Ngữ cảnh cậu bé và chuyện leo cây. The Tree Climber. Câu 1. He climbed a tree. He climbed a tree. Cậu ta trèo cây. Câu 2. He climbed from limb to limb. He climbed from limb to limb. Cậu ta leo từ cành cây này tới cành khác. Câu 3. He climbed higher and higher. He climbed higher and higher. Cậu ta leo càng lúc càng lên cao. Câu 4. The crowd gets far away. The crowd gets far away. Mặt đất càng lúc càng xa. Câu 5. The top of the tree gets closer. The top of the tree gets closer. Ngọn cây đã leo gần đến ngọn cây. Câu 6. He see a squirrel. He see a squirrel. Cậu ta thấy một con sóc. Câu 7. It bark at him. It bark at him. Nó cắn. Câu 8. He look down at the people on the ground. He look down at the people on the ground. Cậu ta nhìn xuống những người ở dưới mặt đất. Câu 9. His mother look up in the tree. His mother looks up in the tree. Mẹ của cậu ta ngước nhìn lên trên cây. Câu 10. Get down here right now. Get down here right now. Thôi, trèo xuống đi. Người đọc VKH. The Tree Climb. Number 1. He climbed a tree. Number 2. He climbed from limb to limb. Number 3. He climbed higher and higher. Number 4. The crowd got farther away. Number 5. The top of the tree get closer. Number 6. He see a squirrel. Number 7. It bark at him. Number 8. He look down at the people on the crowd. Number 9. His mother looks up in the tree. Number 10. Get down here right now. See you next lesson. Người biên tập Vương Khánh Hưng. Quýnh xì chào bạn, hẹn gặp lại.